Ok, thì đầu tiên ở ngay gần tôi đây là có ba cuốn Doraemon. Thật sự tôi không hiểu tại sao tôi lại mua ba cuốn này. Nhưng mà nhiều khi mua về xong rồi đọc lại cảm thấy nó hay hay. Đấy. Thật ra mục đích chính của tôi là mua đứa em tôi nó mới vào lớp 1. Thì ba cuốn này là tôi mua ở Kim Đồng thì nó giảm tôi là 2.000. Như vậy là một cuốn là 18.000. Thì là tổng cộng là ba cuốn là 48.000 các bạn ạ. Ừ. Như vậy là ta có ba cuốn Doraemon là 48.000 nhá. Ok, thì ở đây có mấy cuốn tôi chưa xếp vào kệ. Thì có cuốn này là Subaru về tinh tú thứ 7 thì đã có rồi, đây tôi sẽ next còn bên. Tiếp theo là cuốn Hanako tập 9 thì nó là 28 thì tôi được giảm là còn 26. Ở đây nữa có hai cuốn là In Đại Dương Tế tập 8 và Doctor Stone tập thứ 4 thì hai cuốn này là 25.000 thì tôi được giảm còn là 23.000. Như vậy là 46.000 hai cuốn này cộng thêm về cuốn này nữa là 26.000 là 72.000. Vãi trưởng thật, nhiều vãi. Ok, thì tiếp theo tôi có combo 5 tập Spy X Family thì cũng là 25.000 thì tôi cũng được giảm là 23.000. Thì 5 cuốn này là nhân với 5, 23 5 là 115k. Thì tôi sẽ lại tiếp tục ghi vào thôi, 115k 5 cuốn này. Ở đây thì tôi còn một cuốn nữa, đây là cuốn Spy X tập 5. Bản đặc biệt bản này thì nó là 60.000 và tôi được giảm là còn 55.000. Thì như vậy là cuốn này, thật ra thì cuốn này tôi cũng gọi là kiểu tôi không muốn mua đâu. Thật sự là ban đầu tôi mua chỉ vì tò mò thôi, nhưng mà đến khi mua thì tôi cực kỳ ân hận, hối hận vãi chưởng ấy. Vì cuốn này thì nó chỉ là chất liệu chứ chẳng có cái gọi là phụ kiện gì đặc biệt cả. Thế là tôi đang tính là một là tôi sẽ cho, mà cho thì lỗ quá, nên là tôi nghĩ là tôi đang phân vân giữa cho hoặc là tôi bán với giá rẻ như cho không, nghĩa là 55.000 tôi chỉ bán với mức giá 20.000 trở xuống thôi, 20.000 trở xuống. Ok, thì tiếp theo tôi có ở đây là ba cuốn Thanh Gươm Diệt Quỷ đặc biệt 20, 21, 22. Thì tập 20, 21 là tôi được giảm là 45.000, hai cuốn này là 50.000. Thì là tổng cộng hai cuốn là 90.000, còn cuốn tập 22 này thì là 120.000. Tôi được giảm còn 109 là 109 cộng với cả 90, 199.000, tổng cộng là ba cuốn này. Thì còn một số cuốn nữa tôi không có thì tôi sẽ nói sau ở gần cuối nhá. Tiếp theo đây là 8 cuốn Iruma Giá Đáo. Thì 8 cuốn này mỗi cuốn là 20.000 thì tôi được giảm 2.000 là 18.000. Tổng cộng là bao nhiêu ạ? Nhân 18 là 144.000 phải. Tôi sẽ tính lại. Ok, tiếp theo thì tôi có ba cuốn, đây là Doctor Stone 3 tập. Thì 3 tập này nó là 25 thì tôi được giảm 2.000 thì nó còn ba cuốn là 69.000 ba cuốn. Ok. Ok, thì ở đây tôi có 7 cuốn In Đại Tư Tế, đây là một bộ tôi cực kỳ thích luôn đấy. Dù nó mới ra cũng được vài tháng. 7 cuốn 23.000, mỗi một cuốn là 23.000 thì nó là 175k tất cả 7 cuốn này nha. Ok. Ok, thì tiếp theo trên tay tôi đây là 8 tập của Hanako nhà cậu nhà sĩ Hanako. Thì những cái cuốn mà 28.000 ấy, có những cái cuốn mà tôi nhớ là nó còn được giảm xuống 3.000 cơ. Thế nhưng mà thôi, tôi cứ lấy là giảm 2.000 đi cho nó dễ tính. Thì 26.000, 26.000 nhân với 8 là khoảng 208.000 8 cuốn này nha. Ok, thì còn cái đống bực bội ẩn này này thì nó cũng liên quan nên là tôi cũng sẽ nói vào. Thì thật ra lúc nãy là ở trên online các ông nhìn thấy là tôi chỉ mua có khoảng 50 bọc hoặc là 50 hút ẩm thôi, thế cho nên giá nó kiểu khá là rẻ. Nhưng mà ở đây thì tôi mua là 100 cái hút ẩm với là 100 bọc thì nó sẽ là 50 bọc là 15 thì 30.000, 30.000 100 với cả hút ẩm là 10.000 thì 20.000, tất cả chỗ này là 50.000. Khiếp chát thật sự. Uầy. Ok, tiếp theo thì tôi có cuốn cuốn sách của sự kết thúc tập 4. Cuốn này thì tôi mua ở Phương Thu. Phương Thu thì thường nó sẽ giảm cho khoảng 15 đến 20%. Thì tôi nhớ rất là rõ cuốn này tôi được giảm 15% để tôi bấm thử bao nhiêu. 67.000. Wow. Giảm 15%. 67k. Thì kiểu nhiều khi mà mình đếm xong rồi mình lại còn phải viết lại nữa ấy. Quả. Đến lúc mình tính ra kết quả không biết là như nào nữa thật sự. Tiếp theo thì tôi có Sakurako từ 1 đến 3 thì ba cuốn này là đã tôi đã online nên tôi sẽ bỏ qua về. Thì ở đây có cuốn tập 4 tập 5. Tập 4 tập 5 này là tôi mua ở bên ADC Book, mà không biết là mấy nhà sách quốc gia nó sẽ không được giảm đâu. Để tôi xem nào. Cuốn tập 4 là 119, còn cuốn tập 5 là 105. Thế tức là cuốn này nó là rơi vào 200 224.000 vãi chưởng thật. Hai cuốn đấy. 224. Nhiều hơn hẳn cuốn tập 1 2 3 đấy. Ok, tiếp theo đây thì tôi có cuốn Sakurako tập 6. Thì cuốn này tôi nhớ là tôi cũng mua ở ADC Book cho nên nó cũng không được giảm. Là 105.000 cộng với cả cuốn tập 7 này. Tập
Lúc 7 thì tôi nhớ tôi mua ở cơm thu thì được giảm 10%, tại vì lúc 7 mới ra. Mới ra thường nó giảm ít các trường ấy. Thì tôi vừa tính nó là 104.000. Vẫn đắt. Ok, tiếp theo đây tôi có từ từ tôi sẽ lấy từ từ ra của nó đâu. Một cười. Ok, thì ở đây tôi có cuốn Anohana, đóa hoa ngày ấy. Cuốn này tôi không nhớ giá bao nhiêu luôn ấy. 150.000 tôi mua, tôi nhớ tôi mua ở Phương Thu là được giảm đâu đấy. Giảm khoảng 20.000 đấy. Tôi không nhớ giảm bao nhiêu phần trăm, nhưng mà tôi nhớ là được. Tôi mua lúc đấy có hơn 130.000 hay sao ấy. 135, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, 135.000. Cái cuốn pháo hoa này ấy, là 80.000, thì tôi nhớ là manga lúc đấy là nó chỉ giảm 15% thôi. Thì tôi cũng vừa tính nó ra là 68.000 cái combo manga này. Đây là manga nha các bạn. Ok, thì đây, đây là phiên bản light novel của cái bộ pháo hoa đấy. Thì cái này là 130.000 cơ, thật sự là rất là đắt. Và tôi được giảm, tôi nhớ là được giảm còn là 115.000 hay sao ấy. Được giảm có giảm còn 115.000 thì phải. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà nói chung là nó giảm không, cái mức giá nào nó cũng không không dưới 100.000 mà nó trên cơ. Đúng rồi, cái cuốn, cái bộ light novel này này, tôi được giảm còn 115.000. Tôi nhớ rồi. Thường thì tôi đã mua là tôi sẽ không quên giá của nó đâu, cũng như là giá được giảm ấy. Ok, thì ở đây tôi có cái combo Mian Kiss. Thì cuốn tập 6 là tôi đã mua online rồi, cho nên tôi sẽ loại nó ra nhé. Còn ở đây có 5 cuốn, tập từ 1 đến 5 thì đều là 30.000 hết. Đều là 30.000 luôn á. Thì tôi được giảm 2.000 nhé, là 28.000. Thì tổng cộng 5 cuốn này là 140.000. Nhiều phết đấy chứ đùa đâu. Ok, thì ở đây còn một cái cuốn chuyện Việt Nam nữa là Mùa Hè Bất Tận, tôi đã review rồi đấy. Thì cuốn này tôi cũng mua ở Phương Thu là 120.000, thì tôi được giảm còn 105.000. Ok, thì ở đây tôi có 3 cuốn truyện này. Đây, 3 cuốn này thì không liên quan tới anime, light novel, manga gì hết. Nhưng mà vì tôi đã mua và nó cũng là sách, cho nên tôi sẽ tính vào. Thì 3 cuốn này phải nói thật đấy, là nó không được giảm một tí nào luôn. Đấy, thì ở đây có cuốn Tony Buổi Sáng. Thì cuốn này là 80.000. Cuốn Mắt Biếc này là 110.000. Và cuốn Tắt Đèn của Ngô Tất Tố này là 45.000. Đều là giá gốc hết. Cả 3 cuốn này không cuốn nào tôi được giảm cả. Toàn mua ở nhà sách quốc gia, mua ở nhà sách quốc gia thì nó là như thế đấy. Ở đây thì có cái quạt này, rất là đáng yêu. Cái này thì tôi vẫn tính vào, tại vì tôi đã mua nó ở hội sách của IBM. Cái này thì tôi mua có 10.000 thôi, nhưng mà nó vẫn là tiền. Vẫn là tiền đấy, 10.000 vẫn mua được rất nhiều thứ đấy. Thật ra là 10 viên kẹo. Và ở đây thì tôi có một cuốn nữa. Đây, đây là cuốn Chuyển Sinh Làm Người Sói. Cuốn này thì đợt đấy là tôi mua ở cái hội sách IBM, à hội sách, đâu là hội sách AZ. Cuốn này tôi được giảm 50%. Giá của nó là 109.000. Cơ mà không nói giá thì ông lại bảo tôi xàm lờ, lại điều. Thì cuốn này là giảm 50%, nó là 109 là 54.500. Thì nó làm tròn thẳng lên là 55.000. Lỗ mất bố 1.000 của tôi. Thật sự để mà nói thì ở hai cái ngăn này này là chủ yếu là tôi đã mua ở bên online rồi, cho nên là tôi không lôi ra nữa. Thì ở đây tôi có 4 cuốn tôi lôi ở đây là tôi mua ở bên ngoài thôi. Đây, đây là cuốn Hẹn Ước Mùa Hè. Cuốn này là tôi chết rồi. Tôi không xem giá của nó, tại vì cái đai OB này. Để tôi xem đã, xong rồi tôi báo giá. Cái cuốn Hẹn Ước Mùa Hè này là 100.000. Trời ạ, cái cuốn này tôi nhớ là tôi mua ở bên Phương Thu được giảm có 10% rồi, là 90.000. Vãi trưởng thật, 90.000. Đây là cuốn này là 90.000 nhé. Sau đấy là đến cuốn này. Đây là cuốn Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới. Thì cuốn này là 95.000, tôi cũng được giảm có 10% rồi. Mấy cuốn này kiểu nó cũ rồi ấy, giảm không được nhiều. Giảm 10-15 ấy, nói chung là 10-10 đi. Thì nó là 86.000 cuốn này. Trời ạ. Còn là hai cuốn này là hai cuốn Thế Giới Đầy Khoảng Trống và Những Ngày Mai Không Có Cậu Kế Bên. Thì hai cuốn này nó cùng một giá với nhau là 103.000. Và cái này là hai cuốn này tôi đều mua ở hội sách hết. Cái hội sách đợt đầu ấy, đợt đầu ấy là hai cuốn này là 206 giảm 30%. Tôi nhớ rất rõ, đúng là nó vừa được giảm có 30% thôi. 206 175.000 100 đồng, thì là 175.000 nhá. Đấy, thì hai cuốn này là tổng cộng của nó là có 175.000 thôi. Ok, tiếp theo thì trên tay tôi đây là cuốn không, đây là cái box set Nhành Linh Lan Hắc Ám. Cái box set này tôi mua là ở ADC Book, thế nên là nó lại tiếp tục không được giảm 135.000. Trời ơi là trời. Ok, thì ở đây tôi có một cái box này nữa. Đây là cái box Cậu Bé Và Quái Vật. Thì cái box này là tôi mua ở Phương Thu, nó được giảm khá là nhiều đấy. Cái box này giá gốc là 180.000, thì được giảm tận 30.000 lận luôn, là còn 150.000 luôn á. Đó. Ok, thì bộ tiếp theo nặng tay nữa trưởng ấy. Đây, đây là bộ Ma Vương Kiếm Tam 6 tập. Thì tôi nhớ rất rõ 6 tập này tôi mua ở hội sách AZ. Và tôi cũng nhớ rất là rõ cuốn nào ở cái khu nào luôn ấy. Đây, để từ từ tôi sẽ dơ lên từng cái một.
Đầu tiên là cuốn tập 1 tập 3. 1 tập 3, đây, 2 cuốn này. 2 cuốn này thì tôi được giảm 30.000, nó là ở khu 30, 30%, 30% nhỉ. 2 cuốn này là ở khu 30% này. Đó. Còn tập 2 và tập 5, 6 thì nó ở cùng một khu. 2, 5, 6 cùng một khu là khu 50%. À đâu, à đúng 50%. Đúng 50% thật. Đây, 2, 5, 6, tôi mua khu 50%. Đó. Và tập 4 này, đây là cái tập mà có thể nói là cái giá nó chát nhất luôn, tôi mua ở khu 20%. Nghe buồn thế nhỉ. À thật ra cái 6 cuốn này không phải tôi mua, cái hộ sách tôi đã quay nhá. Cái hộ sách trước rồi. Thì cái hộ sách đấy tôi không quay. Cái đợt cái hộ sách đấy là lúc là tôi chưa bắt đầu làm video, cho nên là tôi không quay. Okay, tiếp theo thì tôi phải để lên đây để đứng. Có thể nó sẽ không quay hết mặt tôi nhưng mà thôi kệ. Ok, thì đây. Tôi cũng vừa dỡ nó xuống. Hai cuốn này là hai cuốn 86 tập 1 và 2. 105.000 tôi mua ở Phương Thu là được giảm 15%. 89.000 thì hai cuốn này là 178. 178.000 hai cuốn đấy. Trời ơi, tôi phải ghi lại. Khiếp mệt thật sự. May là chiếc mục dẫn lần 0 thì tập 1, tập 2 tôi đã mua ở Phương Thu rồi, nên tôi sẽ bỏ xuống đây. Còn tập 3. Tập 3 là 98.000 hả? 98 tôi cũng mua ở Phương Thu. Thứ nhất là được giảm 50% thì phải. À 15%. 15% là còn 83.000. Uầy, tôi mua là 83.000. 84 nhầm, nó bị lên á. Ok, thì đây là tập 3, 84.000 đã phải ghi lại. Mệt mỏi thật sự. tiếp theo nhá. Ôi, năm này thì tôi gần như là gặp. Đây có hai cuốn Hiệp Sĩ Xương đây. Thì tôi đặt online rồi. Đây là ba cuốn Otome Game. Đây, ba tập cũng đặt online rồi. Thật sự các ông phải nhìn tận mắt mà chứng kiến được cái tập 3 nó dày đến cái mức mà cái bọc mà mọi khi tôi dùng ấy, nó rất là vừa. Thế nhưng mà cái lúc mà tôi đọc xong cuốn này tôi nhét vào ấy, thì nó là một cái cực hình. Tôi rách hai cái bọc chỉ để cái cuốn, chỉ để nhét cái cuốn này vào bên trong rồi đấy. Thật sự luôn, nó quá dày. Xem nào. Làm bản thân có khó không? Đây. Đây một đây. Thì cũng mua online rồi. Uầy, tính ra năm này tôi hầu như tôi mua online hết đấy chứ. Gamer cũng mua online này. Arifureta cũng mua online. À có bộ Vũ Tích Chờ thì có tập 4 là tôi mua thôi. Còn tập 1 2 3. Đây, cho các ông coi. Đây, ba tập này đây. Thì ba cuốn này ấy, là đợt đấy là tôi được mẹ tôi mua cho. Thế nên là tôi đang phân vân không biết có nên cho giá nó vào không. Thì có lẽ là tôi sẽ vẫn cho vào, nhưng mà tôi sẽ để riêng ra. Tính vào xong tính tập tất cả vào, xong sau đấy nó bắt đầu trừ đi ba cuốn này đi. Thế là ok nhá. Thì ba cuốn này phải nói thẳng luôn là đợt đấy mẹ tôi cũng đưa mấy đứa em tôi đi nữa. Và lại còn đi mua ở nhà sách quốc gia thề luôn. Ui, không phải ADC mà nó là nhà sách nào tôi quên tên rồi, Tiến Thọ. Cũng là nhà sách quốc gia. Nó bán giá gốc nhá, cũng đắt phát cả trưởng luôn ấy. Ba cuốn này từ từ để tôi xem. Amax thì chắc chắn là đắt rồi. Amax thì không thể nào chối cãi được về khoản đắt rồi. Cả ba tập đều là 129.000 giá gốc hết. Ui, thật sự đấy. Ok, còn bộ cuối cùng. Đây, bộ ngày mai tôi mới mất cậu xe hồi sinh đây. À đúng rồi, từ từ. Bộ này tập 1 với cả extra là tôi đã mua ở online rồi. Má, tức thật chứ. Tập 2 và tập 3. Thật may là tôi mua còn nguyên siêu. Các ông biết tôi mua ở nhà sách lại một lần nữa. Tôi lại mua ở ADC Book, lại nhà sách quốc gia, lại giá gốc. Trời ơi là trời. Ok, thì còn cái nữa. Cái này thì không phải sách, nó là sưu tập thôi. Đây, đây là bộ thẻ VivoCard của One Piece. Cái bộ thẻ này thì nên là, đầu tiên là cái nói cái cục to này trước nhá. Thì tôi cũng mua ở ADC Book. Thật sự, lại giá gốc ạ. Uầy, cái này tôi mua bao nhiêu nhỉ? Tôi không nhớ, nhưng mà như là 100.000. 100.000, 100.000. Tôi không nhớ, cái này thì đúng là tôi không nhớ. Thật kém nó không ghi giá hay không ạ? Không thể ghi giá ở đây. Đó. Còn nếu mà mua những cái thẻ ấy, thì đây. Tôi có 9 gói này này. Thì là 25.000. Má, trời ơi. 25.000 là 9 là 225. 225 cộng với cái. Thôi, tôi cứ làm tròn là cái này là 100.000 nữa, tôi không nhớ. 110. Với cả 225 là bao nhiêu nhỉ? 335, phải chậm thật. 335 nha, ôi. Ok, thì ở đây tôi có 3 cuốn Đi đuổi khỏi nhóm anh hùng và thần thú sư 2 tập thì tôi đều mua online cho nên là tôi sẽ loại nó ra. Đây là 4 cuốn Chủ tiệm bằng chiến binh và Cô phục vụ hầu gái, tên nó dài thật sự. Thì tập 1, tập 3 tôi đã mua online rồi. Chỉ còn tập 2 và tập 4. Tập 2 là 113 và tập 4 là 129. Thì tôi mua ở Phương Thu nha. Tôi mua ở Phương Thu 2 tập này. Thì nó là bao nhiêu ta nhỉ? Để tôi tính được. À ok, tôi nhớ rồi. Tập 2 và tập 4 đều được giảm 15%. Lenovo Phương Thu thì nó chỉ giảm mức đấy thôi. Thì tập 2 là tập 2 là 88.000 và tập 4 là 110.000, tôi đã tính rồi. Đó. Được giảm có 15% thôi. Ok, thì tiếp theo đây trên tay tôi đây là cuốn hướng dẫn sử dụng thiết sứ vùng vầy. Thì bộ này là 106.000, tôi cũng mua Phương Thu. Thì giảm là 15%. Chủ yếu là Lenovo Phương Thu thì 15% là giảm là nhiều đấy. Là còn 90.000. Bạn gái đối đáp của bạn thời châu Âu thì bộ này tôi cũng đều mua ở Phương Thu cả. Và nó cũng được giảm 15% kìa. Thì nó là bao nhiêu ạ? 336.000. Trời ơi, tôi phải nói nhỏ vãi cái trường đấy. Ok. Ok đây. Tiếp theo là 4 tập Index. Thì 4 tập này tôi cũng đều mua ở Phương Thu. 105.000. Tất cả đều 105.000. Thì tôi cũng được giảm 15%. Từ từ để tôi. Đây. 357.000.
357.000 4 cuốn. Ui, thật sự đấy. Má. Ok, đây. Có cuốn ẩn tàng thư tập 6 thì tôi đã mua online rồi, tôi sẽ nhắc nhá. Tiếp theo là hai cuốn ẩn tàng thư 78 đây. Đây, 78 nha. Thì hai cuốn này tôi mua combo ở Phương Thu và nó là 210.000 thì được giảm là còn là bao nhiêu ta? 180.000. 180.000 cái combo. Đó, tôi mua ở Phương Thu đấy. Tôi lại phải tiếp tục nuốt nước bọt các bạn. Đây. Từ tập 1 đến tập 5 ẩn tàng thư. Lại ADC, lại giả gốc. Cái đống này tôi sẽ ghi giá gốc vào nó nhá. Ghi giá gốc nó luôn vào đây. Thế nên là tôi sẽ không nói giá nữa. Còn nếu các ông thắc mắc thì có thể tự lên shop để tìm hiểu. Chứ còn 5 cuốn tôi mà cần tôi đếm giá thì mọc tay chết ạ. Ok, tiếp theo đây là cuốn Hoàng Tử Thiên Tài các bạn. Ừ. Cuốn này tôi mua ở Phương Thu lúc mà mới ra luôn. 109.000 cuốn này nhá, được giảm 15% thì cả. Ừ, là 93.000. Tôi đang nhìn xuống đúng chính chứ. Trời ơi, nó nhiều kinh khủng luôn ấy. Ok, thì ở đây tôi có cuốn Ma Vương Đi Làm tập 3. Tập 1, 2 tôi mua online rồi nên không tính nhá. Tập 3 thì tôi cũng mua ở Phương Thu và nó được giảm là còn là 101.000. Mãi thật. Trời ơi. Thế thì tôi nghĩ là đúng là nó vổ tôi chắc. Thôi kệ đi, để tí là tính giá xong rồi đoán xem bao nhiêu đã. Ok, tiếp theo là đến bộ Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giới Thường. Thì bộ này bây giờ tôi sẽ loại tập 7 và tập 13 ra nhá. Đây là hai tập tôi đã mua online rồi. Tôi sẽ loại ra. Còn bây giờ này, cái đống này thì tôi phải lót lại xem là tôi đã mua ở đâu. Từ nhá. Tập 1 nhá. Tập 1 tôi mua ở AD đâu nhỉ? Không phải. Tôi mua Pha Xa. Pha Xa chỗ tôi không được giảm. Giá gốc. Vãi thật. Tập 2 và tập 3 thì tôi mua ở đâu nhỉ? Phương Thu. Phương Thu có giảm là bao nhiêu nhỉ? Cũng 15%. Cái riêng cái bộ này tôi mua full nhá. Và có lẻ tẻ vãi trưởng đấy. Xem nào ta. 456 à? 456 tôi cũng mua ở Phương Thu cũng được giảm 15%. Xem nào. Hình như 89 tôi cũng mua ở Phương Thu hết. 89 mua ở Phương Thu, 10 cũng mua ở Phương Thu. Đúng rồi, 89, 10 tôi có mua ở Phương Thu. Đây. Đây, 3 tập. Còn tập 11 và 12 thì tập 11, 12 tôi chơi giả gốc không ạ? Tôi mua ở ADC Book. Ừ, má. Thật sự là hai cuốn đều rách siêu. Nhưng mà tôi không thể tìm đâu ra còn chỗ nào bán hai cuốn này nữa. Cũng may là nó không bị giật hay là bị làm sao cả. Và vẫn còn phụ kiện. Má, thề siêu mà bị rách ấy, thì mình tự đi chọn là ok nhá. Chứ còn bây giờ đặt online mấy cuốn nó bị rách ấy, là 50-50 á. Một là không có phụ kiện, hai là có. Đấy. Wow, từ từ, tôi tính cái đã. Khiếp, tôi mua lẻ tẻ quá, từ tập 1 là 79 nha. Rồi 2345 là 2345 2456 là bao nhiêu nhỉ? 79 cũng 79 thì nhân với 5. Xong rồi giảm đi 20%. Tổng cộng tập 1 23456 là từ tôi cộng thêm với cả tập các tập khác nữa là tổng bao nhiêu nhỉ? 890 là 89.000 3, 89 nhân 3 cũng được giảm 15%. Ơi, tổng là 563.000. Để cộng nốt với cả tập 11 12 đã. 1 12 là hai cuốn đều 109 nhân 2. 781. Nó làm con số kinh khủng. Thế là ok rồi đấy, là xong cái đống ở trên tủ rồi. tôi cảm thấy đáng sợ quá. Ok, các ông chờ tôi một chút để bỏ một số cái nữa. Rồi, ví dụ cái này, cái lót chuẩn cứ được tặng kèm nhé. Tặng kèm mấy cuốn Lenovo Scan Smartphone. Xem bỏ được cuốn nào ra nào. Một nhá, hai cuốn này. Bản nhật này thì tôi tính rồi này. Xem nào. Tokyo Stray Wizard là sẽ bỏ ra nhá. Xem nào. Ở đây thì xem tôi có cuốn nào ta. Cuốn Ánh Trăng này. Từ. Nhật ký kẻ cô đơn có rồi nhá. Công việc Long Vương có rồi nhá. Thế giới, đến thế giới mới với smartphone có rồi nhá. Còn cuốn nào ta? Chàng thần tính điện có rồi. Tháng 9 cũng có rồi. Tức là tôi đặt online về cuốn đấy. Còn cuốn Ánh Trăng này. 5cm trên dây Other Side cũng có rồi. Còn cuốn Ánh Trăng. Đây. Ui. Khiếp sợ đấy, bọc vào dân. Đây, cuốn Ánh Trăng này thì... Đây. Nó đây. Lại ADC Book 79k. Tôi nghĩ là trong cái tủ này tôi sẽ không phải dọn lại đâu, tôi chỉ dọn bên ngoài thôi. Mấy cuốn tôi để trong tủ này là gọi là vừa đẹp luôn rồi đấy. Xem nào. Còn một cuốn nữa. Từ, tôi sẽ bóc nó ra cho nhìn luôn. Nó là cuốn Thọ Mệnh Thế Giới 7 ngày đầu tiên. Tôi cũng đang tính review cuốn này nhưng mà hơi khó. Với cả các ông cũng nên thử đọc cuốn này đi, cuốn này hay phết đấy. 69k. Ủa chết tiệt, tôi lại nhớ ra là cuốn này tôi mua ADC Book. Chết thật, lại giá gốc. Đùa chứ. Có phải chuyện đùa đâu nhỉ? Sao mình mua nhiều ADC Book nhỉ? Mấy cuốn này hầu như là đợt đầu tiên tôi mua ấy. Thế nên nó mới là mua ở mấy cái nhà sách quốc gia. Chứ còn để mà nói thì bây giờ hầu như tôi toàn mua ở Phương Thu thôi à. Chỉ có bần cùng lắm thì mới phải ra ADC Book hay là mấy cái nhà sách quốc gia để mua thôi. Đùa chứ. Còn bộ Diệt Slam thì tôi cũng 9 tập đều trên online rồi cho nên là thôi. Còn bộ Hiệp Sĩ Lưu Ban thì từ từ tôi đang... Như có mỗi tập 4 là tôi mua trên online thì phải. Chờ một chút tôi phải kiểm tra lại. Ok, thì sau khi mà xem xong rồi thì tôi đã nhớ đây. 467 là tôi đã đặt online rồi. Chỉ còn
tháng 9 rồi. Thì đây, bộ này thì được biết tới là 18 cộng. Ngon thật sự. Tập 2 tôi không nhớ giá. Ừ, chết rồi. Nó lại còn dán cả Taiobi ở đây nữa. Ừ, chẳng nhẽ lại tháo ra 98k. Ừ, để tôi xem đã. Để tôi xem đã. Giá thì tôi sẽ tổng kết lại sau. Đây, tập 5 đây nữa. Tập 5 cũng là mua ở bên Phương Thu. Và tập 8 và tập 9 nữa cũng Phương Thu nó. Đây. Thật sự thì tôi không có tập 1. Bao nhiêu lần tôi đã nói rồi đây. Tập 1 là nó bị không còn bán nữa hay sao ấy. Cũng không có thấy tái bản nữa. Thật sự luôn ấy. Từ đấy tôi xem lại giá mấy cuốn có Daobi. Ok, tôi vừa tính xong. Mấy cuốn này thì hầu như là 98k hết. Và 5 cuốn tôi mua ở Phương Thu thì 5 cuốn này là đều giảm 15%. Thì tôi đã nhân nó rồi, nhân chia các thứ rồi. Thì tổng cộng nó là 333.000 năm cuốn, phải trưởng luôn. Bộ này tập 1 thì không tái bản. Tập 10 thì cũng bị kêu than là mãi chưa có tập mới. Thì đúng như tiêu đề Hiệp sĩ Lưu Ban thì bây giờ là bộ truyện Lưu Ban rồi. Bộ truyện Lưu Ban chứ không phải là Hiệp sĩ Lưu Ban nữa. Ok, thì đấy là toàn bộ những cái mà gọi là tôi đã sâu ở bên trên rồi, sâu giá nhá. Giá thì tôi ghi một loạt ở đây rồi. Tí nữa tổng kết lại thôi. Thì bây giờ chúng ta đã xong phần bên trên rồi, giờ chuyển sang phần bên dưới thôi. Ok, đây cái lịch Kimetsu no Yaiba đây. Tôi vẫn nghĩ tháng 11 thì đây là cái tháng rất là đẹp, nhìn nhân vật này. Cái này thì giá gốc của nó là 70.000, tôi nhớ là thế. Thì cái này tôi mua ở Phương Thu là được giảm hình như là còn 64.000. Đấy, cái lịch này tôi mua 64.000 nó ở Phương Thu. Tôi không phải ghi vào khổ, ấy không có cái lịch cả. Ok, thì bây giờ sẽ đến bên dưới. Thì bên dưới chủ yếu là manga thôi. Thì ở đây tôi có trước hết là 4 cuốn Black Clover từ 10 đến 13. Tập 10 đến 13 ấy. Thì 4 cuốn này là tôi mua IDC Book nên là không được giảm 100.000 4 cuốn đấy. Nghe buồn nhỉ. Nghe buồn tôi bất cười. Ok, và đây là toàn bộ những cuốn mà tôi mua được giảm cầm nặng tay có thật sự ấy. Thì tôi bị thiếu mất tập 7 và 8 vì bây giờ kể cả là IDC Book nhá, nó không bán luôn ấy. Trời ơi, cái yếu 4 cái cuốn kia là tại vì nó là ở cái yếu tố bất cần đời nhất tôi mới phải ra IDC Book tôi mua. Và tôi còn đi tìm khắp các nơi để tìm tập 7 và 8 không chỗ nào bán cả. Nghe buồn thật sự ấy. Thì những cái cuốn tôi vừa rơi ấy thì nó là những cái cuốn được giảm 23.000 đùa chứ đâu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 13 cuốn được giảm. Từ xem là 23.000 một cuốn. 299.000. Tôi sẽ không thêm 1.000 đâu. Mất liên xỉ cũng được, tôi không thêm 1.000 đâu. Thật sự đấy, không phải chuyện lên 300.000 đâu nhá. Ok, thì đây, trên tay tôi đây là một bộ sơ vang nữa. 12 cuốn bỏ tập 6 đi. 12 cuốn bỏ tập 6 đi thì là bao nhiêu? Một cuốn là các ông nhìn téo ấy là trưởng, một cuốn 25.000 nhưng ông các ông nhìn cuốn tập 1 bây giờ tôi mới để ý đấy. Đây, vãi trưởng ạ. Sailor Moon đùa đâu ạ. Đùa. Cái cuốn này là tôi mua ở trên phố ở chỗ Kim Đồng. Tôi chết tập 1 có được giảm nhiều đâu. Tập 1 là 25.000 ạ. Uầy. Thế thì trừ tập 6 ra vì đã mua online nhá. Và tập 1 thì nó là giá gốc nhá, thì còn lại chỉ có 23.000 thôi. 11 tập hả? 253 cộng mấy cả 25 nữa là 278 má ơi. 278 vẫn con số không hề rẻ, không hề nhỏ đâu các ông ạ. Ok, thì bây giờ là một vài cuốn nữa. Đây là cuốn 5 Wanted. Cuốn này thì tôi mua với giá gốc các ông ạ. Cuốn này là cùng tác giả với cả lúc đây là tuyển tập truyện ngắn của Eiichiro Oda. Đấy, thì cuốn này tôi mua là giá gốc, cuốn này 22.000. Đùa chứ đâu. Tiếp theo là cuốn này nhá, Doraemon tập 0, tập kỷ niệm á. Tập này thì là 50.000, tôi mua là 45.000 nha. Một kim đồng thì được giảm. Còn cuốn nào nữa ta, đây rồi. Cuốn này cũng tôi cũng mua giá gốc, đây là đang mua phiên bản, nói chung là họa truyện nó kỳ lắm ạ, cũng giá gốc 20.000. Đấy, thì đây là 3 quyển, đây là one shot luôn. Ok, tiếp theo đây tôi có 4 cuốn băng Punch Man. Thì 4 cuốn này là 20.000 mỗi cuốn. Và tôi cũng mua ở Phương Thu nên là nó giảm như kim đồng thôi, cũng giảm 2.000. Thì là 18.000, 4 cuốn này là 72.000 tất cả nha. Ok, tiếp theo là 2 cuốn Boku no Hero. Đây, tập 1, tập 2. Tại vì tôi chưa đọc nên tôi cũng chưa mua tiếp. Thì 2 cuốn này là 36.000. Tôi cũng mua ở Phương Thu nên nó cũng giảm thôi. Đấy, 20.000 một cuốn thì là 36.000 cả 2 cuốn đấy, được giảm. Ok, tiếp theo thì tôi có 4 cuốn Hazawa. Chắc 4 cuốn này thì các ông cũng biết rồi, tôi cũng đã review rồi. Mỗi cuốn là 25k. 4 cuốn là có được giảm, tại vì tôi mua Phương Thu với kim đồng mà. 23 là nhân với cả 4 là 92.000 một cuốn này. Đó, lại thế đi ạ. Ok, tiếp theo là đây tôi có 2 cái cuốn, 4 cuốn. Đây là Sword Art Online Encrypt, phiên bản manga nhìn trông như lành ấy. Và 2 cuốn Regional phần 1 manga. Thì đây là tôi mua combo, nó tổng cộng là 140.000 combo, cay thật. Lúc ấy tôi mua ở Phương Thu thì tôi không có nghĩ là tại sao mình không mua ở trên online nhỉ, online nó rẻ hơn. Chứ còn cái combo này nó là 140.000. Thật sự cái combo này tôi không nhớ cái giá gốc của nó. Tôi nhớ tôi mua nó không đến là 100.000, 56.000 hay sao ấy. Tôi nhớ tôi mua Phương Thu không lên 100.000. Tôi cũng không nhớ giá cụ thể nó nữa, nên hay thôi tôi cứ để 100.000 đi. Tuy là hơi ăn chặn giá, hoặc là tôi hơi ăn bớt, hoặc là tôi hơi tăng giá lên tí, nhưng mà thôi kệ, tôi cũng không nhớ lắm. Nên là thôi 100.000 nhé. Cả hai cái combo là 200.000. Thế là cũng lớn lắm rồi đấy, có phải rẻ đâu. Hai cuốn Marvel lận đấy chứ. Ok, tiếp theo là 5 cuốn. Đây là 5 cuốn Diệt Ra Manga.
thì 4 cuốn đầu là nó là 40.000 thì tôi mua được giảm 32.000, chắc bạn nào cũng thế thôi. Còn cuốn tập 5 thì đắt hơn là 48.000 thì tôi được giảm 36.000. Và tôi cộng lại thì nó là 164.000 năm cuốn đấy. Ờ, thì lại ghi vào thôi, ngắn gọn vậy thôi. Ok, thì đây, đây là 5 cuốn V0 manga. Thì 5 cuốn này tôi cũng đã tính rồi. 3 tập đầu là 40.000 thì nó là 32.000 nha. Và 2 tập 4 và 5 ấy, thì nó là 45.000 thì tôi cũng được giảm là còn 37.000. Thì tôi mới tính nó là bao nhiêu nhỉ? 170.000. Đặt vậy chưa? Ok, tiếp theo thì vẫn là manga. Đây, nó là 4 cuốn đạo làm chồng nàng. Ừ, 4 cuốn này là 30.000. Tôi mua 28.000 và được giảm được bao nhiêu nhỉ? 112. Tổng cộng 4 cuốn này nha, là 112.000. Một số có thể nói là rất là to. Mua được hẳn cuốn Night Novel đấy. Ok, tiếp theo thì đến 3 cuốn văn hào lưu này. Thì ở đây tôi nhận xét là như này. Một cuốn này, tôi không nhớ cuốn nào ấy, nhưng mà một cuốn là tôi mua là ở phân thu 30.000. Còn hai cuốn ấy, hai cuốn thì tôi mua 10.000. Thì được cái là tôi đi hộ sách ITM mà, thế nên là tôi được giảm á. Thì tính ra là bộ đây là bộ Đao kiếm lạnh vũ. Thì tính ra bộ này tôi mua có 50.000 thôi, chứ với giá gốc ấy thì nó là 90.000. Nếu mà được giảm nhá thì 90.000 đấy. Ok. Tiếp theo là đến bộ Khi các tế bào làm việc. Bộ này là 5 tập hiện tại tôi có thì nó là 35.000. Tôi mua được giảm 5.000 á. Thì tính ra bộ này này là tôi đã tốn 150. Sắp ra tập 6 nữa thì có thể là sẽ thêm đấy. Bộ này sắp được ITM bán xuất bản tiếp rồi đấy, tập 6 á. Ok, thì tiếp theo là bộ Overlord. Bộ này thì tôi có 8 cuốn manga. Ở đây là manga thôi nhé, tôi không cài ra nhiều bộ. Thì 6 tập đầu nó là 35.000, như vậy là 30.000. Thật ra thì đúng hơn là 35.000 ấy, là nó chỉ có 20 mấy nghìn thôi. Nhưng mà từ nãy đến giờ là tôi tính nhầm đâu ạ. Là bao nhiêu nhỉ? Đúng hơn là nó là chỉ có khoảng đâu đấy là 27.000 thôi, 27-28.000 thôi, nhưng mà tôi lỡ tính 30 rồi. Nên là thôi mấy bộ kia thì cứ để 30 vậy. Còn đây thì tôi sẽ xuống là 27 đi, 28. Ok, thì 28, để tính đã. 28, 232.000 cả bộ, phát triển thật. Thế thì sợ chứ. ITM thì nó bán toàn 40, 35, 40 thôi mà. Thì cả bộ Overlock là 232.000. Ok, tiếp theo trên tay tôi đây. Đây là cuốn Người lạ bên bờ biển. Cuốn này là 85.000. Bây giờ tôi ngồi toàn giá luôn rồi. Cuốn này, tôi không hiểu bọn Amac nó muốn làm cái quái gì. Cái cuốn này nhá, nó chỉ bằng một cái cuốn manga của ITM. Thật sự luôn ấy, nó chắc cũng chỉ bằng cỡ một cuốn Mình Nhất Hứa thôi. 85.000 một cuốn manga, xích người à. Bây giờ nó bán 40.000 tôi còn cảm thấy hợp lý đây. 85.000 một cuốn manga. Nó giảm đi thì nó vẫn rất là đắt. 60.000 tôi mua cuốn này 60.000 nhé. Mà đây còn chưa kể đây là bản thường nhé. Đùa chứ đâu. Đâu đây là bản gì nhỉ? Bản đặc biệt. Nhầm. Bản đặc biệt. Bên Amac mà mua manga thì đúng một sai lầm về giá cả. Nó bán cái giá không thể nào chua hơn được. Thở không ra hơi được luôn ấy. Ok. Thì bây giờ là sẽ đến chuyên mục gọi là truy tìm ký ức. Đầu tiên đây, các bạn thấy cuốn Boruto của tôi. Cuốn này 25.000 nhá. Là tôi được giảm là còn 22, 23 đi. Thì tôi đã cho thằng em tôi là tập 2, tập 3. Tập 4, tập 5 là tôi có mua nhưng tôi mua cho nó chứ không phải cho tôi. Vì tôi không có đọc Boruto ấy, tôi đọc mấy tập đầu tôi cảm thấy tinh chán ấy, tôi không mua nữa. Thì tôi vẫn cứ tính mà. Đấy, 22 là nhân với 5 này thì là 115.000 bộ Boruto nhá. Còn về cái bộ này, One Piece, một bộ quá nổi tiếng mà chắc các ông cũng đã biết rồi. Hiện tại trong tay tôi thì chỉ có tập 94 thôi. Còn bây giờ nhá, tính từ cái tập chỉ có mỗi tập 94 là tôi được đâu 91 đến 94 là tôi được giảm thôi. Chứ còn nhá, bây giờ tôi sẽ gợi ký ức cho các ông này. Cho tôi nhầm. Từ tập 1 cho đến tập 91, 90 là tôi không được giảm 20.000 nhân với 90 quyển. Trời ơi. 1.8 triệu. Mệt cười. 1.8 triệu. Xong bây giờ là bao nhiêu nhỉ? 18 nhân 4. Nhân 4 tại tôi không có tập 72. 72.000 là 1.872.000. Cảm ạ. 1.872.000. Tôi đang cố gắng rất là đẹp đấy. Không có thể nghe to là tôi đang nghe cách đấy. Thật sự đấy. Rồi nha, tạm thời là hết năm nay nhá. Ok, thì cuốn tiếp theo mà tôi sẽ cầm lên đây. Đây là cuốn siêu quậy tép đi. Cuốn này thì nổi với mấy anh thời 89x. Thì tôi có full 31 tập cho nên là nó lại còn giá gốc nữa. À, ngoại trừ tập 81 tôi mua này. Mà tập 81 tôi mua giá gốc mà ta. Thì nó là 600.000 vậy. 600.000, 30 cuốn, đây là 2.000 cuốn đây là 30 cuốn, cộng với 2.000, 20.000 cuốn là 600.000. 600.000 là bộ tép đi luôn đấy. Ok, thì tiếp theo là đến bộ văn hào lưu lẻ. Tôi xin phép là loại cái tập nào ra ấy nhỉ? Tập này là 13. Đúng rồi. Tập 3 đúng rồi, tôi sẽ loại tập 3 ra. Thì ở đây tôi có 6 tập. Đây, 6 tập thì số tập bao nhiêu nhỉ? 9, 10, 11, 12, 16, 17. Thì 6 cuốn này đã xuất hiện ở hội sách của ITM. Cho nên là tôi đã mua hết. Và với giá 10.000, tức là đây là 60.000 6 cuốn này thôi nhá. Còn tập 3 tôi đã loại ra. Cho nên là đây có 5 cuốn. Đây.
456.8 thì nó là 28.000 một cuốn, tại vì đấy là giá được giảm mà. Tôi mua ở Phương Thu 28 nhân 15 mà. Thì đi học xong bây giờ quên bố thì kiếm được 140.000. 28 nhân 5 là 140.000 nha. Tính máy tính chắc chắn chứ bây giờ tính nhầm tôi tính sai đâu, chỉ là tá mồm thôi chết. Đó, thì 200.000 tất cả chỗ này. 200.000 tất cả chỗ này. Đấy là tôi còn chưa full bộ nhé, tại vì nó chưa tái bản rồi nhưng mà tôi chưa mua. Thì đây là bộ văn nào lưu này. Ok, thì trên tay tôi đây. Đây là của Just Because và của Tenkinoko. Thì hai cuốn này tôi đều mua ở Phương Thu. Cuốn Just Because thì là 90.000, tôi mua có 76.000 thôi. Còn cuốn cuốn đứa con của thời tiết này thì tôi mua là 85.000 đó. Đấy, giá là như thế nha. Ok, thì ở đây tôi có cuốn 5cm trên dây phiên bản thường. Ở đây tôi có hai cuốn, nhưng mà cuốn nho nên thì tôi sao rồi. Đây, cuốn này như tôi mua có 50 mấy nghìn, là 57.000 cuốn này thôi. Đó, khá là rẻ. Ok, tiếp theo thì đây là cuốn, hai cuốn biên niên sử về chế Alexis. Thì hai cuốn này là tôi đã mua ở một sách AZ mà tôi đã quay nhá. Hai cuốn này 30.000 thì tổng cộng 60.000 thôi. Khá là rẻ đấy. Ok, tiếp theo thì tôi có hai cuốn đây. Hai cuốn tinh nguyên tí phiên bản thường. Thì cái cuốn tập 1 đây, tôi sẽ nói luôn giá là rẻ nhé. Cuốn tập 1 là 93.000. Còn cuốn tập 2 này là 110. Đó, đấy là hai cái giá nó được giảm đấy. Ok, thì tiếp theo đây, cuốn Razer. Thật ra tôi chỉ cần một cuốn thì cần các cuốn còn lại thì nặng tay lắm. Một cuốn thì 95.000, tất cả cuốn còn lại đều 95.000 cả. Các có thể search nếu mà không tin, không chắc chắn với tôi ấy. Đó. Còn là cái cuốn tập 7 thì tôi đã mua rồi, cho nên tôi sẽ loại ra. Bây giờ tôi sẽ tính này. Đó, có tập 9 là tôi đã mua ở Phương Thu cho nên được giảm. Vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 8 là 7 cuốn tôi đã mua ở ADC Book. 665.000. Còn cái cuốn là tôi mua ở Phương Thu ấy thì nó được giảm bao nhiêu ạ? 15% ở thì là 81.000 cuốn tập 9. Như vậy là bây giờ lại phải ghi lại con số khủng khiếp rồi. Ok các ông ạ. Sau khi tôi ngồi tôi lật lại thì tôi đã tìm thấy tập 20 ở trong cái đống sách kia. Oh my god, tôi tưởng tôi không mua đâu, bây giờ lại có thể đọc được các ông, tuyệt vời. Rồi, còn đây là cuốn này Crimson Seal. Thì cuốn này tôi cũng hình như là được giảm nhỉ, 5.000 thì phải. Thì nó là 31.000, cuốn này tôi mua ở chết rồi, cuốn này tôi mua ở ADC Book, không được giảm má ơi. Thế là nó là 36.000 nha, 36.000. Cậu thêm cuốn này nữa là cái này 23.000. Và có postcard luôn này. Tôi mua từ bao giờ ấy nhỉ, tôi không nhớ cơ. Uầy, mẹ ma mị thật đấy. Ok, thì tiếp theo là đến bộ Macramon. Bộ này thì có 18 tập, tưởng không cầm lên thì nặng tay lắm. Thì cái bộ này này, nó hơi đặc biệt một chút là từ tập 1 đến tập 11 ấy. Thì tôi mua ở hội sách, thế này là tất cả 1 tập chỉ mất có 110.000 thôi. Còn từ tập 12 đến tập 18 ấy, là bao nhiêu ta? 7 tập 7 cuốn thì là 224.000. Nghĩa là cả bộ này tôi mua mất 334.000 đó. Ok, thì tiếp theo đây. Đây là cuốn nhất của Hina thứ 3, cũng là Takahi vẫn là nha. Thì cuốn này, nó tôi có 7 cuốn và nó là mức giá là 28.000. Và tôi đều mua ở Kim Đồng hoặc là Phương Thu. Thế nên giá của nó tổng cộng là 182.000 cả bộ này. Đó. Ok, tiếp theo là bộ Nhất Quỷ Nhìn Thứ Ba Takagi. Bộ này là bộ đầu tiên này. Thì một cuốn là 30.000 nhưng mà loại tập 3, tập 8 ra tôi đã mua online nhá. Thì các tập còn lại tôi đều mua ở Kim Đồng hoặc là Phương Thu. Thế cho nên là nó là 28.000 một cuốn và tôi đã tính là 252.000 tất cả 9 cuốn đấy. Đó. Ok, thì trên tay tôi đây là 4 cuốn Chủ tịch Thanh Xuân Đi Hài của tôi, thật là một sai lầm, quả như là một sai lầm, vãi tên dài thật sự. Thì đúng là có nhiều ông bảo tôi review bộ này nhưng mà tôi chưa đọc nghe, tôi không dám mạnh miệng review. Đấy. Thì tôi cũng tính rồi. Bộ này tôi mua ở Phương Thu, thế nên là có giảm 5%. Cả bộ được 311.000. À đâu, tôi chỉ có mua 4 cuốn này thôi, thế nên là 311.000 4 cuốn nha. Ok, tiếp theo thì tôi có tập 1, tập 3 của hội chứng Tôn Thanh Xuân. Tôi mua khá là lẻ tẻ bộ này, các bản tôi cũng chưa có đọc. Tại vì tôi lỡ xem anime rồi. Thế nên là thôi, đã mua thì vẫn phải tính giá thôi. Thì tôi không nhớ được giảm 5% là 10% nữa, tôi mua Kim Đồng á. Thế là tôi cứ cho là 5% đi. Thì hai cuốn này là 200.000, má ơi 200.000 đấy. Ok, tiếp theo là hai cuốn à. Ở đây đây đây, tên ở đây. Tên là gì á? Đây là Công viên Rực Rỡ Amagi. Bộ này tôi mua ở đâu ta? À chết rồi, mua ở Pasa lại không được giảm má ơi. Hai cuốn này tập 1 là 125, còn tập 2 là 105. 230.000, uầy. 230.000 hai cuốn thật. Các bạn thấy video này chỉ tính giá thôi chứ nên tôi không có review đâu. Ok, và tiếp theo là bộ Danmachi. Tôi gọi theo tiếng Nhật viết tắt. Thật ra thì bộ này tôi cũng giống như bộ hội chứng Thánh Xuân, tôi không biết, tôi chưa đọc ấy. Quá thật, bây giờ kiểu tôi thấy rất là tiếc hai cái bộ đấy. Tại vì tôi mua nhưng mà tôi không có đọc. Đang tính đọc nhưng mà kiểu không có thời gian ấy. Không đọc nhiều cuốn khác nữa. Từ từ để tôi nhớ xem hai cuốn này tôi mua đồng. Tôi mua Phương Thu thì đều được giảm. Tôi cũng không nhớ là giảm bao nhiêu phần trăm nữa. Thế là thôi tôi cứ lấy 5%. 181.000 hai cuốn, trời ơi là trời. Phí thật sự ấy, tiếc quá, tiếc hai bộ đấy rồi. Tôi chưa đọc. Chỉ là tôi chưa đọc thôi nhé, chứ còn tôi vẫn sẽ đọc trong tương lai, dù không biết đọc bao lâu nữa. Ok, và chúng ta đã đến giây phút tổng kết rồi, còn hai cuốn cuối đây. Đây là hai cuốn Giờ Trà của Zero. Thì hai cuốn này tôi mua ở Vinafasa cho nên là nó cũng 30.000. Giá gốc là hai cuốn là 30.000 thì tổng cộng là 60.000 hai cuốn. Và ok, thế là xong rồi, kết thúc cái giây phút mệt mỏi này thôi. Ok, đây, mời các ông coi.
Đây là cái đống ở trên bề mặt mà tôi đã thải ra trông nó nhiều kinh khủng luôn đấy. Ừ. Đây. Má ơi là má. Nhiều kinh khủng luôn. Bây giờ tôi sẽ phải ngồi xếp lại một loạt lên cái giá sách mất ở.